Wow, Mạnh Hùng xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn đây là một giống hoa hồng Guardian Angel. Đây là một giống hoa hồng ngoại, hoa hồng leo màu trắng. Các bạn trông thấy nó nở quá tuyệt vời không ạ? Thì cây hoa hồng này mình đã đem về vườn Hồng Thịnh trồng nó đã được hơn 3 năm gì đấy. Tức là lúc đầu là chăm sóc mình cũng không chú ý chăm sóc cầu kỳ lắm đâu. Không lúc đầu còn vứt vạ vặt mãi cơ. Nhưng giờ thì nó đã được chăm sóc chú đáo hơn vì nó nở khá là đẹp. Thì qua quá trình thời gian mình tìm hiểu và theo dõi qua các thời kỳ từ mùa đông đến mùa hè miền Bắc mình vườn Hồng Thịnh là tại Tam Nông Phú Thọ mà. Thì là mùa đông thì lạnh còn mùa hè thì khá là nóng. Thì mình cũng đã theo dõi được qua các thời điểm thời tiết khác nhau thì mình sẽ đã tìm hiểu được cái cây hoa hồng này nó phát triển như thế nào, cái độ kháng bệnh của nó như thế nào. Mình đã tìm hiểu được. Thì hôm nay xin chia sẻ lại quý vị các bạn cùng xem. Thì xin mời quý vị các bạn đón xem nhé. Xem hết video để hiểu hơn về cái hoa hồng Guardian này. Nó là một giống hoa hồng leo, nguồn gốc từ nước Anh, leo thấp chứ không leo cao. Chiều cao trung bình của nó khoảng 3m rưỡi đến 4m. Cứ thường thường là tầm 3m thôi, chứ nó cũng không quá là cao như một số giống hoa hồng leo khác. Giống hoa hồng này thì gần như là cho hoa liên tục luôn. Quý vị nếu như đối với các giống hoa hồng leo khác, quý vị các bạn có thể là cần phải là xem xét xử lý đa hoa hay là như thế nào đó, cách chăm sóc như thế nào để cho cây hoa hồng ra hoa tốt hơn. Tuy nhiên đối với giống hoa hồng Guardian này thì quý vị các bạn không cần phải chú ý đến vấn đề đó, mà chỉ cần chú ý đến cái vấn đề là chăm sóc cây hoa hồng này làm sao cho nó nở thật tốt. Nếu quý vị các bạn chăm nó nở thật tốt, thật to thì cây hoa hồng sẽ rất là tuyệt vời, sẽ rất là đẹp. Nếu kể cả mùa hè cây vẫn cho hoa sai, mà thậm chí là mùa hè hoa càng sai, nhìn càng rực rỡ hơn. Thế nhưng mà mùa hè nóng thì bông hoa nó sẽ là nhỏ hơn, ít cánh hơn, chứ nó không được dày cánh như quý vị các bạn nhìn thấy trước mắt đây. Còn về độ kháng chịu sâu bệnh thì cái giống hoa hồng Guardian này kháng chịu sâu bệnh khá là tốt. Nếu như quý vị các bạn mà chú ý đến cái vấn đề là xử lý cái con bọ trĩ tốt, mình đừng để cái con bọ trĩ nó chích hút cái lọc non lá non để nó gây vết thương hở, tạo môi trường cho nấm bệnh xâm nhập vào, thì cây hoa hồng sẽ ít bị nấm bệnh hơn. Và hay hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa mà quý vị các bạn bón phân cho cây hoa hồng nó đầy đủ dinh dưỡng và nó đều hơn, tưới đủ độ ẩm thì cây hoa hồng này sẽ khá là khỏe, cho hoa sai và ít khi bị nấm bệnh hơn, chứ không như một số giống hoa hồng khác là nó hay bị nấm bệnh, cần phải chú ý phun thuốc nhiều. Còn giống hoa hồng Guardian này mình không lo. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy đây là trừ khi những cái mầm gốc nó lên mầm to dài thì nó mới vươn dài thôi. Còn những cái mầm nhánh nó bật ra thì nó rất dễ dàng ra hoa. Còn về chăm sóc cắt tỉa cây hoa hồng này như thế nào cho nó hợp lý thì quý vị các bạn hãy chú ý cắt tỉa cây hoa hồng này nhé. Cách cắt tỉa cây hoa hồng này thì quý vị các bạn khi cái bông nào tàn ấy, thì quý vị các bạn cắt cái phần bông tàn ấy thôi. Còn vẫn cái chùm nụ đấy thì mình vẫn cứ để nguyên, chứ không phải là mình cắt tỉa như một số giống hoa hồng khác là mình cắt tỉa đồng loạt để cho nó lên hoa đồng loạt, mà mình chỉ cần cắt tỉa cái phần bông tàn để cho những cái bông khác nó lại tiếp tục nở, bởi vì là cái cây cái giống này nó có hoa liên tục, hoa liên tục. Còn về cách trồng cây hoa hồng này thì quý vị các bạn có thể trồng ở trong chậu hay là trồng ngoài đất đều tốt. Mình không bàn thì trồng ngoài đất nữa rồi, bởi vì cây trồng cây hoa hồng ngoài đất sẽ rất là khá là ổn, cây nó sẽ khỏe hơn, phát triển tốt hơn, thuận lợi hơn. Còn trồng trong chậu có được không thì quý vị các bạn cây hoa hồng này trồng trong chậu tốt nhé. Trồng trong chậu bởi vì cái cây này nó cũng không như một số giống hoa hồng leo khủng khác, nó lên nó vươn dài, nó cần nhiều dinh dưỡng. Còn cây hoa hồng này gần như nó hoa liên tục, nó không to nhiều. Các bạn hãy chú ý nếu mà trồng trong chậu thì hãy cắt tỉa và hàng năm thay đất cây hoa hồng, đối với cây hoa hồng trong chậu, để cho cây hoa hồng nó đầy đủ dinh dưỡng, phát triển tốt hơn. Và chú ý là nếu mà mình không có vòm leo thì hãy tạo khung cho nó để nó không bị ngả nghiêng, cây nó khá là khỏe, cây nó sẽ đẹp. Và đương nhiên là tạo dáng như thế nào, uốn éo như thế nào thì tùy sở thích của quý vị các bạn rồi. Còn mình trồng đây là quý vị các bạn mình tạo vòm đây thì mình uốn theo cái vòm của nó, tạo thành một cái vòm cây hoa hồng. Còn quý vị các bạn muốn mua cây giống về trồng thì bên vườn Hồng Thịnh cũng có cung cấp giống, hoặc là trên thị trường cũng sẽ có nhiều nơi cũng có cây giống hoa hồng Guardian này rồi. Vì cái giống hoa hồng Guardian này du nhập về Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Thế nhưng mà có tại vườn Hồng Thịnh thì sẽ nhân giống khá là nhiều hơn, vì thấy về cái độ đẹp của nó trông rất là khá hấp dẫn, và nhận thấy rằng cái giống hoa hồng này khá là đáng trồng, rất là đáng trồng. Nên là quý vị các bạn có thể nhìn thấy đây là cô này, nguyên cái chỗ này là cây giống hoa hồng Guardian,
Cái chỗ này là cây gốc ghép quý vị và các bạn nhé. Nếu quý vị và bạn muốn trồng cây chiết thì mình lại còn một cái khu khác nữa. Cây chiết này sẽ nhỏ hơn này một chút, nó nhỏ hơn, trong bầu nhỏ hơn, nhưng giá thì bằng nhau. Quý vị và các bạn muốn trồng cây gốc ghép hay cây chiết cành đều được quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn chú ý, nếu quý vị và các bạn dùng Facebook thì quý vị và các bạn lên Facebook gõ vườn Hồng Thịnh cũng có. Còn các bạn dùng Zalo liên hệ qua số điện thoại và Zalo số 0983 595 762 để quý vị bạn đặt mua cây giống nhé. Vườn Hồng Thịnh thì sẽ luôn luôn đảm bảo cây giống tốt nhất cho quý vị bạn. Nếu quý vị bạn mà có thắc mắc gì về cách chăm sóc thì mình sẽ chia sẻ chi tiết cho quý vị bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ về các thông tin về giống hoa hồng khác và cách chăm sóc cây hoa hồng cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về hoa hồng. Còn hôm nay thì xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.